Chào quý vị, đây là góc đường Ngô Quyền và Tân Phước, phường 6, quận 10, chiều ngày 28 tháng 3, 2017. Đây đường Tân Phước hay gì? Trời Sài Gòn chiều nay có nhiều mây, giờ gần 5 giờ chiều và trời bắt đầu hoàng hôn. Thế cái gì là sân Cộng Hòa, bây giờ là sân Thống Nhất, sân đá bóng cổ lâu đời nhất ở Sài Gòn. Trong là khán đài. Chung cư Nguyễn Kim. Đó, quay phải ở đây là Nguyễn Kim, phường 6, quận 10. Thậm chí bán đồ điện tử gì. Đây có thể là làm đèn led vậy, đèn mà tiết kiệm điện á. Rồi bên phải đây là đường Nhật Tảo. Đường Bà Hà đó gì. Cái góc đường Nguyễn Kim với lại 3 tháng 2 ngày xưa là đường Trần Quốc Toản. Phải là khu hậu cần của công an thành phố. Rồi đi góc đường Trần Quốc Toản và Nguyễn Văn Thoại. Bây giờ là Lý Thường Kiệt nữa vậy. Bên tay trái gì là đường đua Phú Thọ nè. Hồ bơi Phú Thọ nè. Chợ thuốc tây nổi tiếng Sài Gòn bán giá sỉ. Đó, đi đang làm cái cao ốc Citran. Trung tâm cấp cứu bệnh viện Trưng Vương Sài Gòn gốc Tô Hiến Thành là gì? Lý Văn Thoại, Tô Hiến Thành 115 là số cấp cứu Sài Gòn gì? 113 là cảnh sát, 114 là cứu hỏa.
bên phải là Đại học Phú Thọ, Đại học Bách Khoa gì, đào tạo kỹ sư á. Xá Lưỡng Gia. Trúng nợ mấy cô là hay thích chạy xe tay ga cái gì, mọi thể thao tác phức tạp, còn mấy anh thì thích chạy xe số vì vô số trả số nó mạnh hơn, nó móc hơn. Đây bên phải là trường Nguyễn Gia Thiệu. Thì Quân á, quẹo vô Đắc Thắng cho Quân xem chút xíu à. Đó, ngày xưa Quân học ở đây đúng không Quân? Đây buổi chiều phụ huynh chờ đón con á. Đây cạnh sau lưng là trường Đống Đa nè. Đó, Quân coi đỡ nhớ nha. Thì có gì email địa chỉ cụ thể ở khu này đi rồi mình quay cho Quân nha. Rồi bây giờ tiếp tục theo đường Đất Thanh. Xin Nguyễn Gia Thiều với đồng phục đó. Đây, đền Thánh An Tôn à, trên đường Đất Thánh này. Đây là đường Tứ Hải nha.
trong nhà có cây sứ đẹp quá. Thường chạy vô trong hẻm á, là lỗ tai phải nghe cái âm thanh ấy vậy, để mình biết cái xe ngược chiều á. Đây cắt ngang đường Nghĩa Phát, đây là đường Bến Cát, qua đây là phường 7 Tân Bình quý vị. Đây là đường Ba Sa, không phải đây đường Đông Sơn cái gì. Coi bắt nghe đây là đường Lê Anh Sưng, đây 58 Vân Coi. Wow, có dấu sứ rất là đẹp. Mẹ Mân Coi Chí Hòa gì? Đây là đường Chữ Đồng Tử. Đó là Today Coffee nhà hôm bữa quay chị Lý An á. Đó, bây giờ hoàng hôn Sài Gòn, quý vị thấy cái bóng của Hải Cao Vinh không? À, quý vị thấy hai kính chiếu hậu rất là quan trọng. Bên tay trái là đường Sao Mai. Sài Gòn dễ thương không? Chật chật nhưng mà đầy đủ quán xá, tiệm đó gì. Bước ra ngoài phố là vui lắm. Rồi đây là Lê Văn Việt nha chị.
hiệu chữ miên nè. Ở Sài Gòn nhiều người người ta thích ăn gạo miên đó gì, cơm nó ngon, nó thơm hạt, nó dẻo á. Thì gạo bên kia ta trồng 6 tháng. Đây, bánh tráng trộn đang là món ăn vặt hot Sài Gòn đó vậy. Bên tay trái là bệnh viện Vì Dân á, bây giờ gọi là bệnh viện Thống Nhất. Người đứng ra thành lập đó là bà phu nhân tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hồi xưa gì ha. Rồi bên phải đây là trường Nguyễn Phượng Hiền, gốc ngã tư Bãi Hiền đó gì. Mấy em tăng trường đông ghê, có trạm xe buýt nè. Đây ngã tư Bãi Hiền nha vậy. Cái là về chợ lớn á, đi thẳng là lên Hang Sương Hóc Môn đó, rồi phải là ra Lăng Cha Cả đi ra phi trường Tân Sơn Nhất. À, trường Nguyễn Phượng Hiền bên tay phải cái gì ha. Đây là đường Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình. Ok, thank you, see you quý vị nha.